Chào mọi người, clip này mình làm về cái phương pháp vệ sinh bo mạch của điện tử ha. Đây là một cái thao nước, mình bỏ cái xà bông bột mà để giặt đồ đó, bỏ vô đây, quậy cho nó đều nè. Còn cái mạch này nè, đây là một cái mạch điện tử. Cái mạch này là cái mạch của cái mixer đó. Mixer của mình nó cũng cũ rồi, mình không sử dụng nữa, nhưng mà mình định bán, nhưng mà nói thôi bán nó cũng không được nhiều, cái mình thấy nó cũ cũng dơ, nên mình thử làm cái clip này coi vệ sinh nó bằng cái phương pháp này. Đây là sau khi cái men mà mình đã vệ sinh rửa xong rồi, phơi nắng, thổi nước ra bớt, rồi phơi nắng, rồi lại khò bằng máy sấy, hoặc là có máy khò cũng được, máy sấy máy khò gì đó, để khò cái hơi nóng để cho nó làm cho nó ráo sạch mạch hơn ha. Thành quả dặn là thử ha. Vẫn ngon lành ha. Thì cái clip này thì mình chỉ làm để cho mọi người xem mà cái chuyện mà chúng ta rửa cái mạch điện tử bằng nước nó có gây ra cái tình trạng gì không ha. Rõ ràng á, thì nếu mà hiểu cặn kẽ thì nó sẽ không gây ra tình trạng gì hết á, tại vì rửa xong rồi chúng ta làm khô liền. Còn thường những cái bệnh á, mà đụng nước á, là do mọi người sử dụng, người ta không biết, người ta đụng vô trong nước rồi người ta lại để đó, giữ nước trong đó, mà khi mà cắm điện có nguồn điện vô đó thì nó sẽ làm cho những cái chân linh kiện hoặc là cái mạch nó có những cái phần kim loại gì đó, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng điện phân á, là làm cho cái chân đó nó có thể chạm chập, rồi tín hiệu chạm với nguồn lung tung nhiều cái lắm, tại vì nước vô là nó sẽ dẫn đi nhiều đường nữa, nó sẽ làm cho chúng ta hư, và từ nguyên do đó thôi. Chứ thực tế rửa mạch mà chúng ta xử lý kỹ á, thì nó cũng bình thường, nó không có chuyện gì xảy ra ha. Rửa bằng nước, có xà bông cũng được, nhưng mà miễn là chúng ta rửa xong rồi chúng ta phải xử lý lại cho nó khô ráo hoàn toàn, chứ không có cắm điện trong lúc vẫn còn ẩm là không có ổn. Đặc biệt là mình đây mình chỉ làm cái mạch bên cái phần lĩnh vực âm thanh ha. Còn nếu mà những cái mạch bên nhiều cái lĩnh vực khác á, thì nó có nhiều cái mạch nguồn á, có thể nguồn thấp áp, cao áp á. Càng cao áp thì mọi người càng phải cẩn thận hơn. Mình khuyên là mạch nguồn mà cao áp thì không nên dùng cái phương pháp này đâu ha. Tại vì nếu mạch nguồn cao áp á, thì nó ít biến trở, thì chúng ta có thể bắn bằng những cái dung dịch làm sạch á, thì nó nhanh hơn, nó nhanh ráo hơn. Còn cái này do cái này chúng ta sử dụng biến trở bằng than, mà nó lại cái mạch âm thanh nó biến trở bằng than nó khó chịu lắm, bắn mấy cái dung dịch vô nó làm trôi than hết, hư cái mạch từ cái đó, nên mình không có bắn bằng mấy cái dung dịch rửa ha. Thì đây là cái kết quả cuối cùng. Cảm ơn mọi người theo dõi.